loại tiếp theo, chúng em đang phục vụ dự án nhân loại tiếp theo quý vị. Và có một sự chia sẻ như thế này, và tối hôm qua là đêm lên đèn, đoàn lưu tôi Sài Gòn Tân Thời lên đèn phục vụ là đêm tái chế. Thì sau đêm diễn đó có livestream và trên kênh YouTube đã có rất là nhiều ý kiến góp ý về đoàn, góp ý về rất là nhiều việc. Và Lộ Lộ cũng xin nói đây để mọi người hiểu qua. Thứ nhất, tất cả các nhân sự của đoàn đều là những chị em và hiện tại đang cộng tác với đoàn. Đoàn không cộng tác với một đoàn nào, một tập thể nào mà cộng tác với từng cá nhân. Có nghĩa là thí dụ như là Su Su rảnh là Lộ mời Su Su, hay là Tâm Thảo, không có cộng tác một đoàn nào cả. Và các bạn làm ở đây là một đoàn lớn, và từ trước đó thì đã Su Su và Tâm Thảo cũng đã cộng tác với đoàn từ lâu rồi, cho nên quý vị đừng tránh hiểu nhầm nha quý vị. Rồi, thật ra nói chơi vậy thôi, chứ chị em trong đoàn là phải yêu thương nhau, bởi vì chúng ta cùng chung một màu áo mới đúng không quý vị? Dạ rồi, lá lành đùm lá rách thì đùm lá nát thì đùm mấy bà bd đó. Rồi ngay bây giờ cô bác chị nào mà chưa có vé, cứ mặt dạng giơ tay lên nha cô bác chị mình ơi. Rồi, cô bác chị nào kìa, Nhi ơi Nhi, đem xuống vé cho anh Sang. Sang kìa, ảnh kìa, tuần sau lấy vợ rồi, tuần sau đi Tháo ra lấy vợ. Trời ơi trời, sao đâu ra nổi. Gia đình ép buộc, gia đình ép buộc tội nghiệp quá ha. Cường qua nó khóc quá trời luôn. Vậy hả? Khóc nhậu vô nó lầy luôn. Trời ơi. Công an phường bắt luôn mà. Công an phường bắt luôn? Ừ. Rồi lấy chứng minh ra đối chiếu được thả phải không? Không. Nó phải nói đâu, nó quậy khùng luôn. Nó quậy khùng luôn mà. Nó thả đại, sợ nó cắn. Rồi, kính thưa tất cả quý vị, có ai chưa có vé mà dập lội nay chuẩn bị được bắt đầu bên đây nè cứ. Tay ơi, tay. Dạ. Rồi, tay. Diêm tay giữa. Bốn nhé, bên đây nè. Em. Dạ. Nè. À, Nhi ơi, Nhi ơi, chạy qua đây, chạy lẹ. Đây nè, Nhi ơi, bên đây nè. Đây nè, Nhi ơi, Nhi. Nhi. Trời ơi trời. Đó. Bà nội ơi. Trời ơi, nó mặc bộ đồ China Town. Tao tưởng nó chạy, em tưởng là Cương Thi. Không có, tao tưởng nó trong miễu nhảy ra, không có tao nói thiệt luôn. Rồi, chạy đôn chạy đáo lên. Rồi mình buôn bán thì mình có lời mời, và bán xong thì có lời cảm ơn. Và đặc biệt trên người chúng ta, trên bản mặt chúng ta lúc nào đi bán vé cho quý vị khán giả cũng phải sao ạ? Cũng phải nở một nụ cười công nghiệp. Đó, các em đi bán vé phải cười lên. Thảo Nhi nè, cười lên em. Mặc dù biết em đau răng nhưng phải cười, cười nè. Cười với chị nè. Lúc nào đi tới cũng vậy nè. Nụ cười mít đúng, cười lên đó, cười. Em bị khùng hả? Trời, bán vé rồi đó. Mắc lẻ hả má? Cười duyên chứ không phải cười sẵn thôi. Cười cái kiểu này lại mắc bố. Rồi quý vị ơi, bây giờ ai có nhắn tin tao không nói vậy sao mà bắt đầu nè. Do show. Dạ rồi, xin chúc cho tất cả cô bác chị và các em nhỏ dòng lời này cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Số chị ra mày, chị ra con mày, chị ra. Chị ra mày, chị ra mày, chị ra con người chị ra. Bà con cô bác có nhét dòng này trở lại đây mà nghe chú số. Số chị ra mày, chị ra con mày, chị ra. Con mày chị ra, con số chị ra. Lắng lặng mà anh nghe tiếng yêu con người hay ra. Cả ra mà con mày đi gì ra số chị ra con mày chị ra. Con mày chị ra, con số chị ra. Con mày chị ra, số chị ra, anh số chị ra. Con người chị ra, con người chị ra, con người chị ra. Con người chị ra. Có bốn thầy trò lên núi mà thật kịch sát em buồn nhìn thật là thư bát giới. Cái tai mà phơi phới là quỷ sa tăng. Cái mặt mà thấy dân là đường tam tạng. Cái tánh là liều mạng là cô ngộ không. Người cầm bình bông là Quan Âm Bồ Tát. Người cầm cái bát là Phật Tổ Như Lai. Quá bé bà sai chú ngay anh chỉ độ. Đây con 11. Con 11, con 11, con 11. Số gì ra đây, chị ra. Số gì ra, mấy gì ra mà. Tôi hát xong tôi không có tông tôi hát luôn. Mấy gì ra. Dạ tới chị hát cái bài. Ba thương con thì con mà giống mẹ. Mẹ thương con thì con mà giống ba. Cả nhà ta cùng yêu mà thương nhau. Ta là nhớ gần nhau là người con 30. Con 30, con 30, con 30. Gặp gặp vô, chọc chọc vô. Con 30, con 30, con 30. Con gặp gì đây nè, gì ra. Má của em đi buồn mà bị bao. Điểm độ bánh chắc biết chắc cái bánh xèo. Gia cảnh em nghèo thiếu nợ mà bạn chăm. 55 55 55 55
như đây, ngồi như đây, ngồi như đây. Bắt con ai, em bắt con ai này, để chấm cái con mùi tôm, con mùi tôm. Số gì ra, con số gì đi, con số gì đi, con số gì đi, con số gì ra. Tôi sinh ra đã cho con nhiều đau thương, nắng chiều mỗi lần ba. Tôi tình như mặn mặn xa phong hồn, đợt xa lắm gia đình. Mẹ là người luôn an ủi tôi, nhìn biết con không giống như là người ta. Năm là người chiều bao nhớ rơi, để cha bỏ rơi tôi biết thôi con mồ côi. Số một ôi, ôi con số một con, số một số một ôi, ôi con số một con, số một. Số một ôi, con số một con số gì ta số, gì ta số, gì ta số, gì ta. Yeah.
anh lên đây anh. Dạ rồi, tháo khẩu trang đi ông nội, tưởng mới sửa mũi đâu ảnh mới bơm môi chung chị Thanh. 21 21 giờ kia qua có 1, 11, có 2, 30, có 3, 55 và hợp lệ 11, 21, 30, 55. Cô bác chị nào không tin tưởng bước lên trên thay mặt đồng chúng em kiểm tra là những con cơ. Nếu không chúng em xin được phép trao tặng phần quà cho anh trai. Đó là một cái anh. Ủa, có một người nữa nè. Rồi 11. Trời ơi, cái con kia nó tặng quà. Anh ơi, xin lỗi anh. Dạ. 11. Có 1. 21. Để mình 30, 2, 3, 55, có 4, 2 chủ nhân đợt giải, mỗi chủ nhân một con gấu nhỏ, sau đó chúng ta quay số. Dạ, anh chọn gấu đi anh. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, và hiện tại bên dưới những người đẹp đang phục vụ bán chị mình một lá vé vẫn giá là bao nhiêu kiện? 10.000 đồng nha bác chị mình ơi. Rồi, quay, ủa, chị luôn hả? Ủa, nãy giờ ngủ quên hả? Trời đất ơi à. 11, 21, 30, 55 y chang như cũ. 3 3 3 5 3 5 603 717 đúng không, đúng không chị? Rồi bắt đầu dò số nè chị. Chị gái lên cuối cùng con số rất nhỏ, 58. Hai chủ nhân còn lại tự biết rút lui. Rồi chị gái chị bỏ con nhỏ lại đó, chị lấy con bự đi, lấy con bự đi. Ở đây nha con. Vi ơi, trở về sân khấu Vi ơi. Vi ơi, lên nhà bóng đèn nè em. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, chương trình đêm nay là một chương trình vô cùng đặc sắc. Chương trình mang chủ đề Nét đẹp Á Đông. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, và những tiết mục sau, những dòng loại sau, Người Đẹp Lộ Lộ sẽ mang đến cho tất cả quý vị những tiết mục vô cùng hấp dẫn. Quý vị đã từng thấy chị Lộ hát, từng thấy chị Lộ múa, nhưng chưa bao giờ thấy chị Lộ xiết. Và đêm nay là đêm duy nhất Người Đẹp Lộ Lộ sẽ mang đến cho tất cả quý vị một tiết mục xiết vô cùng hấp dẫn. Quý vị đã từng nghe nuốt lưỡi lam, nuốt bóng đèn, nuốt rắn đặc biệt. Đêm nay Người Đẹp Lộ Lộ sẽ nuốt hai cái thùng bát và nhả ra hai cục 500, đúng không chị? Chị xiết không? Chị tưởng đâu là em cho chị nuốt hai con gấu. Bây giờ chị xiết đi, em kêu cái già mà hồi hướng tới xưa. Nhớ nghe. Ừ. Rồi, quý vị ơi, em cũng xin cảm ơn một lần nữa đến tất cả quý vị đã đến ủng hộ cho đoàn, mặc dù trời đã mưa gió ở ngoài buổi chiều nay, mưa rất lớn nha quý vị.